Có nhỏ nhỏ này chân phố đi. Đẹp gái hơn. Lớn đây. Đấy. Lớn. Lì, lớn lì. Lớn lì như ông Cường, cấp chủ lì mà lì. Lớn lì như ông Cường. Đi lùi lên cái tiền thế này mà. Không nhưng mà như tiền. Cho ăn đầu vô chứ vì đỏ hai đuôi rồi. Hai con này. Lùi dài tối rồi. Này em đi mua chuột mà ăn cướp thế này. Kéo ra nè. Hà tình đấy chứ. Gặp bầy sen. Bỏ lấy từ cho anh điểm. Không, em không đợi. Không, để có cái mến lên nó xuống ngay. Ừ, anh điểm đợi, còn đợi xe em không đợi. Chào. Chào, thì một chiếc cả đường nữa. Đến đây, để anh cà cà. Lợn siêu nạc hôm nay cân giá 54.000 một cân. Bầy lợn siêu nạc đẹp lắm. Ba con lợn 380 cân. Đẩy ông đó. Đẩy luôn đi. Lên dốc cũng đẩy được kìa.